Review: Jumanji no Itchy. Chủ đề ý nghĩa: cứu vớt bộ phim đơn điệu. Những phim truyền hình tình cảm ngọt ngào thường sẽ được chiếu vào mùa hè, còn phim điện ảnh thanh xuân dựa trên shoujo manga hầu như được phát hành vào cuối tháng 11 đến tháng 12 năm 2017 là Misenen Dakedo Kodomo Janai, năm 2018 là Harumatsu Bokura, năm 2019 là Gozen Reji Kitsu Shini Kite Yo, và năm 2020 là Jumanji no Itchy. Jumanji no Itchy được chuyển thể từ shoujo manga cùng tên với chủ đề điển hình Tôi sẽ bảo vệ bạn. Câu chuyện bắt đầu bằng hình ảnh Sakuragi Rino, quản lý câu lạc bộ kiếm đạo, nhiều lần trộm nhìn Kiriya Ren, hot boy của trường, nhưng vì vết sẹo ở chân, cô trở nên kém tự tin, chẳng dám bắt chuyện với Ren. Trong một lần đi chung chuyến tàu điện, Rino để quên cuốn sổ tay và Ren nhặt được, đọc thấy những gì ghi trong đó. Ren quyết định tỏ tình với Rino, cùng trải qua những kỷ niệm. Tình cảm ngày càng vun đắp và cứ ngỡ rằng mối quan hệ này là vĩnh cửu. Nhưng rồi, trong một lần đi kiểm tra, Rino phát hiện mình mắc ALS, căn bệnh mà cứ 100.000 người sẽ có một người bị. Những triệu chứng ban đầu là mất sức ở chân không đứng dậy được, mất sức ở tay không cầm đồ được. Đạo diễn của Jumanji no Itchy là Miki Koichiro, trước đó đã nổi tiếng với Tabi Neko Report, Shokubutsu Zukan Unme no Koi, Hiroi Master. Còn biên kịch chuyển thể là Nakagawa Chieko, từng rất thành công với Kyo no Kiraken, cũng từng nhiều lần phụ trách chuyển thể các manga tình cảm lên màn ảnh. Còn những khung hình nên thơ của phim do Itakura Yoko đảm nhận sau rất nhiều tác phẩm đình đám như Perfect World, Confidence Man JP. Thế nên, các bạn có thể tin tưởng vào sự hợp tác của họ rằng Jumanji no Itchy sẽ lay động những trái tim thiếu nữ nhiều đến như thế nào. Yếu tố âm nhạc cũng tạo nhiều cảm xúc cho bạn, đặc biệt là ca khúc Star Traveling của Generations from Isai Tribe. Nam chính là Shirahama Aran, người có ngoại hình khiến khán giả tin tưởng vào câu nói "Tôi sẽ bảo vệ bạn". Phim tình cảm thanh xuân học đường rõ ràng là thế mạnh của Aran khi anh từng chinh phục trái tim thiếu nữ qua bộ phim Hirunaka no Ryusei. Thế nhưng, anh có vẻ hơi dừ so với lứa tuổi của nhân vật. Taira Yuna, ngôi sao trẻ đang lên sau hàng loạt phim ăn khách như Kiseki, Kami no Chuki, Soromon no Giso. Fan hâm mộ lấy làm ngạc nhiên khi nữ diễn viên từng góp mặt trong những dự án táo bạo và đậm tính nghệ thuật lại cưa sừng làm nghé trong một live action chủ đề shoujo. Nếu bạn không biết trước nội dung của Jumanji no Itchy mà bụp vào xem phim ngay thì sẽ có cảm giác hoang mang đấy, kiểu như mình đang xem tập 3-4 của phim truyền hình dài 10-11 tập. Mối quan hệ của các nhân vật đã định hình ở một mức độ nào đó và nó khiến khán giả không hiểu diễn biến của họ đã đi đến đâu. Như trường hợp của Ren và Rino, vừa vào đầu phim họ đã là bạn bè thân thiết. Ren được đám nữ sinh ngưỡng mộ nhưng vẫn thích đi chơi với Rino. Tuy nhiên, Rino ái ngại và từ chối. Ấy thế mà 20 phút sau họ trở thành một cặp, diễn tiến nhanh đến độ tôi không thấy thoải mái. Hóa ra, manga Jumanji no Itchy là phần tiếp theo của Akai Ito cùng hệ thống nhân vật xoay quanh Chihiro và So, bạn của Ren và Rino. Thế nên đường dây câu chuyện đã phát triển từ trước đó. Nhưng dù là lý do gì thì việc khán giả xem độc lập Jumanji no Itchy là action cũng rất là khó bắt kịp nhịp phim. Với thời lượng 112 phút, biên kịch mắc sai lầm khi muốn chuyển tải hết những tình tiết quan trọng của nguyên tác vào bản live action. Việc đó dẫn đến nhịp độ phim trôi quá nhanh, khán giả chưa kịp xúc động đã phải chuyển sang cảnh khác. Giống như những người bị bệnh nan y khác, Rino có danh sách những việc cần làm, trong đó có chạy đua tiếp sức trong hội thao trường, rồi chuyển sang trả nợ cho ông, rồi đột ngột thành cảnh thú nhận với cả lớp mình bị ALS và mong muốn được tốt nghiệp cùng mọi người. Và rất nhanh chóng đến lễ tốt nghiệp mà các bạn trong lớp đã dành riêng cho Rino. Bù cho nội dung có phần vội vã là những khung hình tuyệt đẹp, cảnh hai nhân vật hẹn hò, bên nhau, cùng ngắm hoa anh đào rơi được đặt tả trong những góc quay tinh tế, hệt như những bức ảnh thanh xuân bạn thường thấy trên mạng. Nếu bạn chưa xem phim, hẳn bạn sẽ ngạc nhiên khi nhân vật chính của Jumanji no Itchy là Ren chứ không phải Rino. Dù Rino là người bị mắc bệnh nan y, rơi vào tuyệt vọng nhưng bên cạnh cô luôn có Ren, một người bạn học, bạn trai và là người chứng kiến hết thảy diễn biến bệnh trạng của cô. Nhìn Shirahama Aran là một chàng trai rắn rỏi và đầy sự tin cậy, nhưng khi hóa thân vào Ren chỉ mới là học sinh cao trung, có rất nhiều điều cậu ấy không làm được. Vợ của một bệnh nhân ALS khuyên nhủ, em đang nghĩ đến việc một mình hỗ trợ Rino chàng. Nếu em đủ năng lực, Rino chàng sẽ rất hạnh phúc.
Đây cũng chính là thông điệp của tác phẩm, phá vỡ định kiến về những câu thoại sáo rỗng của hoàng tử trong Shoujo manga như "Tôi sẽ bảo vệ bạn", "Tôi sẽ mạnh mẽ hơn". Jen không thể làm việc một mình, mà cùng với sự giúp sức của nhiều người, cậu sẽ hỗ trợ người thân yêu của cậu. Chính sự thay đổi này cũng dẫn đến cái kết đề nghị sự hợp tác của các bạn cùng lớp ở cuối phim. Thay vì khư khư bảo vệ người thân yêu bằng chính sức lực của mình, câu chuyện theo hướng tìm kiếm sự giúp đỡ của ai đó khiến phim chân thật hơn. Hiển nhiên, Human Bung No Ichi có nhiều hạn chế, nhưng chủ đề và những cảnh tình cảm ngọt ngào vẫn thu hút khán giả. Điểm trừ của phim nằm ở poster quá đơn điệu và người ta khó lòng đoán biết được nội dung có ý nghĩa hơn những gì mà hình ảnh bên ngoài thể hiện. Bạn ơi, hãy thử tìm xem Human Bung No Ichi nha, biết đâu đó là bộ phim phù hợp với bạn.